Phân tích bức ảnh tiếp theo nha. Ôi dồi ôi, u gấp cái gì thế u, xem qua xem nào. Chết rồi, chết tôi rồi. Nhà này họ không dùng thịt đông lạnh mọi người ạ. Xem qua nào. Đây là măng này, măng xào ạ. Đây là thịt xào với gì đây? Khoai tây à? À đâu, đây là bí đỏ à? Xem qua thì nhà này toàn thấy rau thôi mọi người ơi, nhà này ăn chay rồi, nấu chay rồi. Món gì đen đen đây, khó nhìn quá. Đây nhìn là món đầu tiên nhà mình có thể vào vào được này, đây là chân giò này, móng giò này mọi người, móng giò lợn nhập khẩu. Vậy thì bên mình có nha, hàng Ba Lan, hàng của Nga nha. Nhà này toàn ăn rau thôi, mọi người ạ. Đây, u này, u múc cái món gì cái này. Xa xa thì có vẻ là tôm, cũng là tôm tươi cho nhà này uy tín quá. Nhà này không dùng thịt đông lạnh mọi người ạ. Có chăng là có món này thì nhà mình vào được thôi. Còn cái này thì không biết là món gì luôn. Khó nhìn quá. Đấy, khó nhìn quá, biết là cái gì luôn. Zoom cho mọi người xem là gì. Chả đúng không? Thì không nha. Ui, nhà U bán toàn là thịt tươi thôi, con không vào được đâu U ơi. À, bức ảnh tiếp theo nha. Ôi dồi ôi, nhà này lại khác biệt với nhà kia quá. Nhà kia thì toàn rau mà sang nhà này thì cũng không 1 2 3 4 5 12 10, 12 13 món gì đó. Sang bên này thì lại toàn thịt thôi. Bắt đầu từ hàng đầu tiên nha. Đây là con đây là cá. Ôi cá gì đấy mọi người? Mình không biết đây là con cá gì luôn. Luôn mọi người có thể comment cho mình biết được đây con cá gì không? Không biết luôn. Đây là gì này? Đây là cánh gà đúng không mọi người? À đâu, chân gà này, chân với cánh mọi người ạ. Nhìn nhìn này giống cái móng gà, thì chắc là móng gà rồi. Cánh gà. Đây là đũa giá này. Còn đây là cái gì đây? Gà xáo, xả ớt à mọi người? Đúng rồi. Thì hàng đầu tiên toàn là đồ tươi thôi. À, gà này. Gà này nhá mọi người. Xáo xả ớt thì dùng đùi gà trọi nha. Có vẻ giống đùi gà trọi nhà mình vào đấy, trọi mái hoặc là trọi trống của Mỹ ấy, mọi người. Sao được món này nha, rẻ lắm. Đây hàng đầu tiên có khả năng là đây là cái món của nhà mình bán này. Rồi, hàng thứ hai bắt đầu từ phải sang. Đây thì là chắc chắn là cá ba sa rồi mọi người ạ. Ba sa cắt khúc ra thì nhà mình bán nguyên con, xong là cắt máy ra thôi mọi người, cắt khúc ra thôi. Thế đây là cá ba sa nhá, hàng hàng trong nước thôi. Đây là gan với lại gan gà, gan mật. Thì cái món này thì hàng tươi thôi. Hàng đông lạnh thì không nhập mà những cái món này nha mọi người. Đông lạnh thì không không có bán nội tạng, không nhập nội tạng. Đây là đậu đậu rán sốt bia trứng. Đây thì đây là mướp đắng. Bên trong là thịt nha mọi người, nhiều thịt. Món này thì dãy thứ hai nhà mình có món này nha. Dãy đầu tiên có khả năng là món này, dãy thứ hai là món này, cá ba sa. Dãy thứ ba đây là món sườn chua ngọt rồi. Bước này thì ảnh này nét cho nên nhìn rõ. Sườn thì bên mình có sườn nhập khẩu nha mọi người. Sườn của Nga. Rẻ lắm. Đây là măng. Măng này thì măng tươi thôi. Đây là cá nục nhé mọi người, nục Nhật, nục Đài Loan. Cá này có đầu nhé mọi người, cá này chắc là size tầm 2 3 lạng một con này này. Thì nhà mình có mặt hàng này nhé mọi người. Đây là ba chỉ thịt lợn. Nếu có lấy thịt lợn Nga thì bên mình có thể vào được nha, có da và rút sườn luôn. Đây là thịt lợn luộc thôi.
Đó, nhà này khả quan, nhà mình có thể vào được các món này, ví dụ như là đùi gà chọi này, mang về xáo này, cá ba sa này, sườn này, sườn lợn này, cá nục này, thịt lợn này, lợn nha, thịt ba chỉ nha. Vậy là ví dụ mình đi chào hàng thì có thể là các nhà này nhà mình được tương đối món nha. Còn cơm canh thì nhà hàng tự nấu nha. Ok.